dùng trí tuệ để quan sát xem thử coi những cái con cá, chó cá của em nó đang làm cái gì. Dạ, một đứa thì đi theo hóng hớt, một đứa thì đi kiếm chuột lẫn trốn trên mấy chiếc thuyền, nó đến để nó ăn mót lại những con cua con cá còn sót trên thuyền người ta đó khi người ta bỏ đi. Còn một số con như con vàng đằng kia thì nó đi bắt cá thòi lòi. Dạ, vì đam mê. Dạ, chứ không phải vì cái mưu sinh như những ngư dân đang ở đây. Phải tạo điều kiện cho người ta giải cứu động vật nhiều, ai cũng ổn định cuộc sống thì họ sẽ không có gây hại cho thiên nhiên động vật nữa. Cuộc sống của em là như vậy rồi. Hy vọng những việc em làm có thể ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, trong cái cộng đồng Phật giáo, rồi Thiên Chúa giáo, rồi Hồi giáo này kia các kiểu. Nhưng những người em làm hiện tại chỉ ảnh hưởng đến đạo Phật nhiều. Bởi vì sao? Có liên quan đến các loài vật. Còn đạo Chúa thì không có, chỉ liên quan tới con người thôi. Em thì không có đi sinh hoạt từ thiện nhiều như hồi xưa. Hồi xưa em làm cái kênh 32 triệu sub luôn á. Lúc đó em đi từ thiện rất là nhiều, em sinh hoạt đủ các tôn giáo. Nhưng mà khi em cần tiền 2 tỷ đồng để có bán, để cứu mấy con thú hoang dã đó, thì em cái mất cái kênh đó. Giờ nó vẫn còn, kênh đó được giờ 65 triệu sub rồi, bán cho công ty truyền thông rồi. Rồi phải giữ bí mật nên không nói ra được. Mà cả nó là công ty nổi tiếng bên Ấn Độ luôn, bán ở Singapore. Xưa làm kênh YouTube rất là dễ nên em bán rất là nhiều kênh. Đi phóng sanh về. Xin chào quý vị Bồ Tát. Phóng sanh giải cứu động vật đúng cách trong tự nhiên. Những người ủng hộ sẽ thấy đây là việc làm chân thật. Đó, cái chỗ mà Quan Thế Âm Bồ Tát đó là quý vị đó tới thắp nhang cúng kiến vái lại niệm Phật mỗi ngày. Rồi có cúng thì quý vị thường cúng cho những oan gia, những linh hồn. Thường là cúng cho quỷ thần, bởi vì họ đang sống trong cảnh giới đó, họ tôn trọng các ma quỷ, tin vào thần linh, tin vào Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cứu độ cho họ, thì quỷ thần đó sẽ thay mặt Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ cho họ. Quỷ thần luôn luôn ở hai bên chúng ta, họ rất gần, họ đang sống trong cái môi trường của chúng ta. Chỉ cần mở được mắt trí tuệ là nhìn thấy họ ngay, bởi vì họ ở quá gần, chứ không như chư thiên chư Phật ở trên các tầng trời, ở những thế giới nó xa, không có sống trong cái cõi dục. Mà muốn đến được thế giới này, chư thiên phải nhờ con cháu để truyền tải thông điệp, nên chỉ có quỷ thần là gần nhất, nên quỷ thần giúp nhanh nhất, nên thường người ta thích cúng kiến tôn thờ thần Phật là vậy. Còn em sống trong cảnh giới của tiên Phật là hành động giải cứu thiên nhiên chân thật, động vật trong tự nhiên. Giờ này một đống ngư dân đi xuống thả lưới cá đó là để bắt á, còn em là mới vừa thả xong có mình em mà trời, với mấy ngàn người, mấy trăm ngàn người luôn, một mình đấu với ngàn người. Xin chào quý vị cô chú. Tôm tép cá con thả ngay chỗ mà nước tôm đang xả ra. Cảm ơn chú nha, chú phải làm dữ lên với nó, làm con lấy đá lấy cây chọi nó cho nó sợ, mới ăn trộm chó không bắt được nó chứ. Nó đi tới người gần gần vậy là người ta dễ chích điện lắm. Gặp nó cứ hù nó cho con, hù nó giữ lên, vậy mới là thương nó đó.
thương cho roi cho vọt. Dạ chưa kiếm được, nó đi luôn rồi, bắn pháo bông cái nó chạy đi chơi luôn, đón năm mới luôn, chưa về nữa. Em bắn pháo bông mà con chó chạy luôn á, nó đi 3 ngày rồi chưa về. Con chó nó bình thường nó sống trong cảnh giới của ma quỷ, nên em bắn pháo bông nó sợ tà ma nó chạy đi luôn. Cảnh giới của ma quỷ á, nhìn á, chỉ có tham lam với ác, với ích kỷ thôi. Dạ. Cảnh giới đó mà mình làm người, mình cũng vô cái cảnh giới đó, mình cũng vậy, mình sợ mọi thứ. Và mình rất là tham, rất ác. Bởi vì mình sợ nên mình con gì cũng muốn giết. Bởi vì mình sợ nên mình cái gì mình cũng muốn tàn phá hết á. Giống như cành cây ngọn cỏ là sợ có con này con kia nó ra nó cắn, nên phá hết. Tăng 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 tăng. Kiếm ai vậy chú? Chào chú. À, chờ người hả? Thiên nhiên đang bị con người tàn phá rất là dữ dội. Hãy bảo vệ thiên nhiên và động vật để tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả muôn loài. Rồi, chương trình phóng sanh của ngày hôm nay đã xong. Mời các bạn vô nhà nào.